nào cho cái bài của chúng ta đấy. Để tôi cho lên một chút. Đây, thì với chúng ta có khoảng tầm là 10 cái câu lệnh liên quan đến vẽ đối tượng. Thì chúng ta ở đây bạn ấy đã sử dụng cái lệnh glide loop, tức là cái nơi mà chúng ta có được cái ví dụ chúng ta định nghĩa 5 cái đỉnh ở trong cái gọi là begin và glend đúng không? Thì nó sẽ nối cho chúng ta là từ cái V0 cho đến V4. Đấy. Và từ V4 đến V0 là nó lại nối lại với nhau thành một cái chu trình khép kín. Thì ở đây bạn sử dụng hai lệnh glide loop và polygon. Đúng không? Nó đều tạo thành một cái chu trình khép kín của mình. Thì đấy là mình áp dụng hai cái câu lệnh trong số 10 câu lệnh để mình có thể giải quyết bài toán. Đấy. Cả lớp chúng ta sẽ xem cái bài của bạn Duy để chúng ta tìm hiểu nhé. Đấy. Có bạn nào không hiểu gì về cái phần này không? Đây cô, với cái bài của bạn Duy ở đây nhé, thì các bạn sẽ xem là mỗi một câu lệnh nó sẽ có ý nghĩa là gì. Một số bạn, Đỗ Thị Hường đã kết nối được cho em. Hường kết nối được chưa? Dạ em chưa. Máy của em là Win 32 là 64. Dạ 64 ạ. Ừ. 64 thì nó khi mà em chạy nó có bị lỗi gì không? Có. Cái này thì thực ra là cũng không biết là mình làm nhầm bước nào, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của cô thì khi mà các em cài là chúng ta hay bị nhầm một cái bước như cô đã nói đấy, nhấn mạnh của chúng ta đấy, đó chính là cái bước này này, cái bước 2, 3, 4 và 5, tức là nó rất hay bị nhầm cái file này của chúng ta đấy, hay nhầm file này thế thôi. Còn trong quá trình mà tạo ra cái đối tượng thì cái riêng cái trong cái linker là chúng ta đừng gõ ra mà chúng ta copy nguyên cả ba cái dòng lệnh này chúng ta dán vào trong cái phần linker. Đấy là một số cái các cô thấy các bạn hay bị nhầm cho nên nó không chạy được. Chứ còn nhưng mà trong máy của em là có những cái thư mục trong Dexy của em có min gw64 này không, có x8664 này không? Có, nhưng mà của em là cái program file, cái chỗ C xong rồi role file x86 thì mới Ừ, có. cái này thì do em đặt cái Dexy CPP nó trong thư mục đấy thôi. Nhưng mà lưu ý nhé là trong cái Dexy CPP này nó cũng có một cái phần là lib 32 đấy, nhưng mà các em nhớ là để cái lib 32 đó ở trong cái thư mục x8664 này, tức là chúng ta lại tiếp tục phải vào trong cái min gw64 và tiếp thư mục này để có lib 32. Chứ còn mình cũng có một cái lib 32 nó ở chỗ cái min 64 này, nhưng mà nó không phải lib đấy đâu, chúng ta phải có copy cái lib 32 ở trong cái thư mục x8664 này đấy, đừng có nhầm cái thư mục này nhé. Có hai cái lib 32, một cái ở ngoài đấy, mình là chọn cái ở trong trong cái thư mục sâu nhất. Ừ. Rồi cô thấy các bạn chạy cái chương trình như của bạn Duy thì có cái vấn đề gì cần thắc mắc không? Bây giờ cô hỏi một bạn xem là các bạn Phạm Mạnh nào. Mạnh ơi, cô hỏi em câu này xem cô nhớ không nhá. Mạnh thử bật mic lên cô hỏi nào. Vâng. Bây giờ là em cho cô biết là cái dòng 35 này của mình này. Đấy. Em đã lấy cái bài của bạn về chạy thử chưa, hoặc là chương trình của em đã chạy được chưa? Dạ em lấy bài của bạn về nhưng mà nó kết quả nó ra không không đúng hay sao Không đúng á? ạ? Vâng. Tức là của em nó đang bị lỗi à, hay là nó không Không chạy? không không lỗi vẫn chạy rồi ạ. Đây, cô chạy nó như thế này này. Ừ. Đây có phải như thế này không? Đây đây. Em ra hình vuông màu trắng rồi ạ. À, hình vuông màu trắng này, em chưa kết nối. À, hình vuông màu trắng là thế này. Hình vuông màu trắng là cái bài ban đầu của em. Em copy nhé, em dán cái chương trình của bạn lên nhé. Xong em phải lưu lại một lần nữa. Em phải xếp nó lại. Phải Đấy hoặc xếp xếp bài của em hay xếp bài của bạn được cô? thì mình chạy bài của bạn thì mình phải xây cái bài của bạn chứ. Của À, dạ. em Em có xếp đây lại này. nhưng mà vẫn không được ấy. Đây này, các em đừng đừng chạy run ngay nhá. Nếu mà các em dùng cái run mà chạy luôn ấy là nó không được. Các em phải dùng À, compile and run, dạ. tức là nó phải biên dịch lại.
nó phải À, tạm gửi vâng. lại xong nó chạy, chứ không nó chạy theo kết quả cũ. Đấy. Vô nó vẫn lỗi quá. À, lỗi là đóng cái cửa sổ đang chạy lại. Tức là ở đây ở dưới của em có một À, cái phải cửa đóng. sổ đang chạy, đóng cái cửa sổ lấy lại. Là bỏ. Là chạy rồi quá. Ừ, đấy, đúng không? Vâng. Đấy là một số những cái mà mình có thể gặp lúc mới đầu mình chưa quen. Rồi, bây giờ chạy được rồi thì hôm trước cô có giải thích về cái câu lệnh glute display fun. Em còn nhớ cái câu lệnh này để làm gì không? Cái này để hiển thị cái đồ họa mình vừa vẽ ạ. Ừ, tức là cái display này nó vốn là cái gì? Nó vốn là cái hàm chương Cái trình hàm con, hiển. đúng không? Vâng. Thế bây giờ cô hỏi em nhé. Bây giờ bạn ấy có hai cái câu lệnh, hai cái ngũ giác ấy. Một cái là theo cái khung dây, còn một cái theo cái polygon. Thế bây giờ cô lại viết một cái hàm display 2 để cô hiện lên cái đa giác thứ hai này. Đấy. Cái thằng này cô gọi là display 1 nhé. Cái thằng này Vâng. gọi là display 2. Thì liệu là cô có thể gọi cái chương trình này của mình như thế này được không? Đó. Theo em là mình có thể gọi, tức là ví dụ giả sử cô tách nó thành hai cái chương trình con, một cái là display 1, một cái display 2. Tách thành hai hàm riêng không Cô tách thành hai hàm riêng xong cô gọi như thế này thì liệu có được không? cô? Được ạ. À? Được, cả lớp có ai có ý kiến hay không? Câu trả lời của cô là không được nhé các bạn nhé. Ở trong cái trường hợp này của chúng ta, cái thằng glute display fun ấy là chỉ được gọi duy nhất một lần trong chương trình thôi. Đấy, cho nên là nếu như mà mình mà tách nó thành hai cái chương trình con ấy thì mình chỉ được gọi một lần, không bao giờ được gọi hai lần. Gọi hai lần thứ hai nó sẽ có lỗi ngay lập tức. Đúng không? Bản thân cái thằng này này là chỉ cho phép gọi một lần. Cho nên nếu như các em có nhiều cái chương trình đồ họa, nhiều đối tượng đồ họa thì bao giờ các em cũng phải dồn nó vào trong một cái chương trình con và các em gọi ra một lần thôi. Nhớ chưa? Đấy, chứ không có cái chuyện gọi là hai lần như thế này đâu. Đấy, cái này các Như em thế nhớ. là phải cho cái display 2 vào trong trong cái hàm trên của cô. Đấy, tức là em có thể là nếu mà em các em có hai cái thằng display 1, cái thằng display 2 thì trong trường hợp này là em phải gọi cái display 2 trong cái thằng 1 hoặc là như thế nào đấy lại để em dồn nó thành một chương trình con rồi em gọi một lần. Đấy. À. Nhớ nhá, chứ không là đến lúc mà chạy là nó bị lỗi đấy nhá. Đấy, đấy là một số cái hôm trước hình như cô chưa nói. Rồi, ok. Có bạn nào thắc mắc gì? À, đây tiếp. Cái này quan trọng đây, hỏi bạn khác nhá. Nguyễn Hoài Phương nào. Nguyễn Hoài Phương. Hoài Phương bật mic lên cô hỏi tí nào. Hoài Phương có trong lớp không? Dạ em có ạ. Nào Hoài Phương còn nhớ cái câu lệnh glauto này không? Có tác dụng gì không em? Ở đây bạn ấy để là 0202 trừ 2 12. Thì em có hiểu được cái giá trị trong cái đối số này là gì không? Em thưa cô, cái glauto auto này là hình như là tọa độ của hình lập phương để hiển thị ạ. Tọa độ của hình lập phương, tức là mình hiểu giống như là một cái khối quan sát, đúng không? Vâng ạ. Cái phạm vi quan sát của người nhìn thì nó có cái ràng buộc gì so với lại những cái global vertex ở trên không nhỉ em nhỉ? Em thưa cô là nó phải lớn hơn những cái Không gọi là ô tách ở bên trên ạ. À? phải lớn hơn đâu mà là tất cả những cái tọa độ đỉnh của cái global vertex này. Nếu Nó mà phải mình muốn nhỏ. hiển thị ra ấy, thì nó phải nằm trong cái khung, tức là như em nói là cái hình lập phương ấy, đấy. Vâng ạ. Nó phải nằm trong cái phạm vi của cái khung hình lập phương này thì nó mới được hiển thị, đúng không? Vâng Còn ạ. nó chỉ cần nằm ngoài thôi thì nó sẽ không được nhìn thấy nữa, đúng không? Cho Vâng nên ạ. trong trường hợp này bạn đã chọn cái con số là 0202 này, là mình thấy tất cả những cái bọ này của mình này đều nằm trong phạm vi 0,2 hết, đúng không? Và nếu nằm trong Vâng ạ. 0,2 thì đương nhiên là nó vẫn hiển thị được bình thường. Đấy thì cái này là chúng ta cũng lưu ý nhé. Đấy thì đấy là một số cái mà chúng ta buổi hôm trước là cô cũng đã hướng dẫn chúng ta rồi, đúng không? Nào bây giờ cả lớp chúng ta làm bài số 2 đi. Đấy. Bài số 2 ở đây của chúng ta là cái hình lục giác này này. Hình lục giác và trong trường hợp này là tô màu ở bên trong. Thì cả lớp chúng ta cùng làm xem nào.
Bài nào làm xong thì gửi cho cô, gửi chương trình cho cô. Phương Duy này, Phương Duy gửi bài cho cô rồi. Các bạn khác xem nào, các bạn khác ngoài Duy xem nào. Tô màu gì cũng được hả cô? Ừ, tô màu gì cũng được. Đây có Nhung gửi cho cô này, xem Nhung rồi. Nhưng mà hình này của mình là hình lục giác cơ mà Nhung. Chưa đúng đâu Nhung ạ. Họ yêu cầu là hình lục giác chứ đâu phải ngũ giác đâu. Đúng không? Nhung sửa lại đi. Ý B đấy. Ý B. Không, mày B. Làm nốt cô B đi. Xem bài của Tuấn Anh.
Bài của Tuấn Anh là đúng rồi. Ở đây là mình vẽ một cái hình lục giác đúng không? Lục giác thì mình sẽ bổ sung như thế nào đấy để cho nó thành 6 đỉnh chứ không phải là gì? Là 5 đỉnh giống như cái hình ngũ giác kia của mình. Đấy thì các em có thể chuyển màu cho nó đúng không? Đấy, bạn để là màu cam. Đến bài của Tuấn Anh đúng rồi đấy. Ở đây là chúng ta cố gắng là ở đây thì các bạn cũng toàn là tính cái tọa độ đỉnh một cách là gì? Là thủ công đúng không? Đấy, cô đoán là thủ công bởi vì chúng ta chỉ trực tiếp cái tọa độ đỉnh ở đây ra đúng không? Đấy, và nếu mà cái tọa độ thủ công đấy của mình mà cân đối thì mình cũng sẽ có được một cái hình cân đối. Đấy. Tuấn Anh làm đúng rồi đấy. Cộng điểm cho bạn Tuấn Anh. Vâng. Đấy, thế vậy thì coi như là trong cái phần 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 đang hỏi các bạn một chút nha. Hỏi một chút về cái phần này đã. Thu Hà nào, cái từ Thu Hà số 16. Vâng, em đây. Ừ. Ví dụ như bây giờ trong cái trường hợp này thì nếu như mình có một cái thằng glide loop ở đây này, mình sẽ hiểu là mình sẽ nối các cái đỉnh đây này. Ví dụ trong cái slide này của mình nhé. Đấy, thì bản thân cái thằng glide loop ấy, đây, chúng ta nhìn đây nhé. Đấy, thì là bạn ấy đang áp dụng cái câu lệnh này đúng không? Cho cái bài toán của mình đúng không? Thế vậy thì theo em ở đây thì đỉnh nào là V0? Đây này, mình đang áp dụng glide loop. Mà glide loop đây nhé, mình có thể nhìn to một chút này. Thì ở đây nó làm động tác là từ V0, V1, V2, V3, V4, V5 đúng không? Thế vậy thì theo em ở đây đỉnh nào là V0? Em cho cô về về không là Và trong cái trường hợp này của mình ấy, đây là đối với lại cái hình mẫu nhá, là người ta có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 đỉnh. Thế đối với lại cái câu lệnh này của mình là mình có tất cả bao nhiêu đỉnh tham gia vào cái lệnh của glide loop? Em cô là mình có Mình cũng có 6 đúng không? sáu. Và tên của các đỉnh của mình thì thằng nào là V0? Em cho cô về không là Đỉnh nào là V0? Mình cũng có 6 đỉnh giống như trong mẫu. Mẫu ở đây nó cũng có 6 đỉnh. Đúng không? Đấy, thế vậy thì thằng nào là V0? V0 chính là đây này. Thằng này là V0. Đấy, thằng này là V1. Đây là V2. Đấy, đây là V3. Đây là V4. Và đây là V5. Đúng không? Và các em lưu ý là trong cái quá trình vẽ là nó sẽ vẽ cho chúng ta là gì? Ở ngược chiều kim đồng hồ. Đúng không? Tức là nó sẽ vẽ V0, V1, V2 và nó đi theo chiều là ngược chiều kim đồng hồ nhé. Đây này. Cái hình của chúng ta ở đây. Đấy, tức là chúng ta cũng phải nhớ là cái thứ tự của nó đấy. Nó vẽ ngược theo chiều kim đồng hồ. Đấy. Đây của chúng ta rõ ràng là ngược đúng không? Thì chúng ta lưu ý là trong cái lệnh gọi lời gọi của chúng ta là như vậy. Đúng chưa nhỉ? Đấy. Rồi. Thế cái chữ F này có nghĩa là gì nhỉ em nhỉ? Thưa cô, F đấy là kiểu dữ liệu của các tọa độ Đối số, đúng rồi, kiểu dữ liệu các đối số. Và lưu ý nhé, là mình muốn vẽ thì một cái hình đa giác như thế này này, là những cái câu lệnh gọi là vertex nó phải kẹp giữa cái cặp là GL begin và GL end thì nó mới vẽ được đối tượng đồ họa cho mình nhé. vâng. Ok. Thế còn GL3F này là gì ở Hà? F đấy là để chỉ màu ạ. Ừ, thế trường hợp này là màu gì được? Trường hợp đây là Giá trị 1 này là giá trị của một gì đấy? là của màu đỏ. Ừ, đây. Đây là không Chỉ số màu của mình là theo cái chỉ số màu gì? Ba cái giá trị để mới chỉ ra được màu của một một màu sắc đúng không? Thế vậy thì ba giá trị này thằng này là red, thằng này là gì? green Green và thằng này là blue đúng không? blue Thế bây giờ trong trường hợp red với blue green như thế này thì kết hợp lại với nhau nó sẽ tạo thành màu gì? Thế này, màu của chúng ta này.
Đấy, màu của chúng ta nó là màu cam nha em ạ. Đúng không? Bình thường nếu mà em dùng red với green ý, mà em cho nó là 1:1 chẳng hạn thì nó sẽ là màu vàng đúng không? Nhưng bây giờ mình bớt đi cái lượng màu này thì nó thành màu cam lên này. Đúng không? Nó thành màu cam đấy. Đấy. Cho nên thực ra là cái màu, cái chỉ số RGB nó không chỉ ra được, nó không giúp chúng mình giúp mắt người tìm nó dễ dàng được cái màu như mong muốn đâu. Đấy, nhiều lúc mình giá trị này cuối cùng mình thu được màu cam. Rồi ok. Các bạn cũng nắm được vấn đề. Bây giờ chúng ta sẽ làm sang bài số 2 đi. Là lớp chúng ta sẽ làm bài số 2. Nào bây giờ sẽ không phải là hình ngũ giác hay lục giác nữa mà chúng ta sẽ yêu cầu vẽ hình ngôi sao. Đấy, tức là các em hãy vẽ một cái hình ngôi sao có 5 cánh như thế này. Đấy. Ở đây là cô có cái mã lệnh để cho chúng ta tham khảo để vẽ ngôi sao, đúng không? Cả lớp chúng ta sẽ làm cái bài số 2. Cái hình đầu tiên trước đi. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Hãy